Xin chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota Tăng Cảng. Quý vị ơi, hôm nay Học xin phép giới thiệu đến cho cô chú anh chị mẫu xe Fortuner 2015. Xe đi được 125.000 cây, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, xe màu bạc, máy xăng 2.7 lít, số tự động một cầu. Bên Học đang chào bán với sản phẩm này với mức giá là 590 triệu đồng. Học xin báo giá trước luôn, vì gần đây mấy chiếc xe Fortuner mà 2015 đảo lại 2016, xin lỗi, máy xăng hoặc là máy dầu đều là những sản phẩm hot của Toyota. Hầu như là bên Học vừa về là bán, vừa về là bán. Thì hôm nay cũng mặt trời sắp lặn rồi, 5 giờ rồi, thì hiện tại là 4 giờ 59 phút rồi quý vị. Còn một phút nữa là tan ca làm của Học, thì Học cũng tranh thủ quay cái clip gửi đến cho cô chú anh chị đánh giá để cái sản phẩm này, để cô chú anh chị tranh thủ. Thì Học cũng đã thu về cái chiếc xe màu bạc như thế này nè, 2.7V luôn, 2012, đi có 47.000 à. Thì Học quay trong vòng khoảng một ngày thì cũng đã có khách Học cọc rồi. Thì hôm nay chỉ còn lại cái chiếc 2015 này, thì để Học mời cô chú anh chị đánh giá chi tiết cái sản phẩm này coi nó ra làm sao ha. Cô chú anh chị xin mời. Và đầu tiên thì Học xin phép mời cô chú anh chị cùng Học đi một vòng quanh xe để chúng ta kiểm tra những đường dập nổi và độ bóng của nước sơn trước, rồi chúng ta sẽ lần lượt vào keo chỉ nội thất, khoang động cơ ha cô chú anh chị. Đầu tiên thì sản phẩm này bên Học đang chào bán với mức giá chỉ 590 triệu đồng và gia hạn bảo hành cho cô chú anh chị 1 năm và 20.000 cây. Đối với động cơ và hộp số xe thì có cấp giấy chứng nhận của Toyota cho cô chú anh chị là không đâm đụng, không ngập nước. Đối với thị trường hiện tại, đối với 2015 mà giá 590 thì Học xem chưa phải gọi là mắc đối với thị trường nha quý vị. Cái này là Học chia sẻ thật sự, vì những cái salon hoặc là những cá nhân bên ngoài anh chị đã bán chiếc xe này thì là 590, 580, 570, có nhiều người bán 600 luôn. Nên là Học nghĩ cô có rất là nhiều cô chú anh chị vô nói à, xe này sao mà cao hơn ở ngoài 20 triệu. Thì thật sự Học xin chia sẻ 20 triệu đó chưa chắc là cao hơn đâu quý vị. Nếu như mà cô chú anh chị vào Toyota Tăng Cảng, cô chú anh chị để làm đẹp cái gói Maru thì cũng đã mười mấy triệu rồi. Vệ sinh từ trong ra ngoài, vệ sinh bằng tất cả đều là dung dịch 3M thì cô chú anh chị sẽ có mức giá gần mười mấy triệu rồi. Và hơn thế nữa thì bên Học đã bảo hành cho cô chú anh chị thêm 20.000 cây, thì bên Học cũng đã kiểm tra 176 hạng mục, mấy tự tin bảo hành cho cô chú anh chị. 176 hạng mục đó là tiêu chuẩn của Toyota Việt Nam, và Toyota Việt Nam bắt buộc khi xe Toyota Sur của Toyota đều phải trải qua những cái hạng mục đó, bao gồm là góc căn chỉnh bánh xe nè, rồi khí thải động cơ nè, lực phanh nè, tất cả các tín hiệu cơ bản của trên xe, và kiểm tra lại hết, đặc biệt là những cái phần gập liên quan đến an toàn của cô chú anh chị. Chúng ta mua xe chính hãng về, cả cả trong nội thất bên Học cũng đã diệt khuẩn khử mùi tách ẩm, cô chú anh chị đi là cứ an tâm mà đi, không có lo về mùi của anh chủ trước có bị vì đường hô hấp, có bị Covid hay như thế nào. Đối với thời điểm hiện tại thì bên Học đã triệt để những vấn đề đó ha cô chú anh chị. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá qua phần nội thất đầu xe nha cô chú anh chị, là sẽ có cụm đèn pha nè, mình sẽ quan sát cụm đèn pha phía trước bên trái trước nè, cụm ga lăng nè, đó, cụm ga lăng. Học sẽ đi thật chậm ha, thì giờ này ánh sáng nó cũng không có đủ sáng, và Học hy vọng là khi lên hình nó sẽ quan sát cũng phải rõ để cho cô chú anh chị dễ đánh giá hơn. Học sẽ đi thật chậm vì giờ này cũng đã 5 giờ chiều rồi, ánh sáng nó không có đủ tốt nên Học phải quay thật là chậm để cho cô chú anh chị kiểm tra nè. Mặt ga lăng dưới nè, đó, đèn gầm nè quý vị, đó. Rồi cô chú anh chị sẽ lần lượt vào kiểm tra những cái ron. Cái ron này Học quay và Học thường nói cô chú anh chị đi mua Fortuner và coi những cái keo này, coi nó còn mềm hay không, hoặc là có ngã bạc hay không. Đó, thì chúng ta sẽ đánh giá được chiếc xe đó có thể là đi ít hoặc là đi nhiều, hoặc là chiếc xe đã được chăm sóc kỹ hay chưa. Đó, những chiếc xe mà đã được chăm sóc kỹ thì những cái phần keo su này nó sẽ đen và nó sẽ không có bị chai cứng giống như là phần nhựa keo su á quý vị. Đó, chứng tỏ là có thể là đi như thế nào đó không biết, nhưng mà người ta chịu để xe trong mát, hoặc là người ta có bao trùm để chiếc xe nó ổn hơn. Xe này cái vỏ dạ sao thế dạ 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 anh cứ dời đi em quay sơ. Dạ dạ anh dời đi đâu rồi? Dạ dạ được, em quay nhiêu cũng được rồi. Xe thì rất là đẹp quý vị. Xin lỗi nha, tại vì mấy anh đang dịch vụ hôm nay là Học quay ké thôi, đây là sếp thông quản lý bên dịch vụ này. Xe đẹp lắm quý vị ơi, giá 590, vỏ cao lắm, vỏ cao vút luôn á. Đây Học sẽ cố gắng
vào bên trong quay luôn cho cô chú anh chị. Xe rất là đẹp ha. Tại vì hiện tại bên Nhật dịch vụ thì họ sẽ qua một cái giai đoạn, tức nghĩa là cái giai đoạn double check, tức nghĩa là kiểm tra lại lần hai, coi coi nó có sạch sẽ hay chưa, hoặc là nó có thiếu sót gì hay không, thì bên học sẽ sẵn sàng ra xe và giao xe cho cô chú anh chị. Đó thì hồi nãy thì cái lúc mà chạy ra ngoài đây á, là cái giai đoạn đó là hầu như là chiếc xe này đã xong rồi, có thể giao, nhưng mà qua sáng mai sẽ được một cái mấy anh bên đây, mấy anh quản lý kiểm tra lại một lần nữa. Đó. Và học xin nhắc lại ha, Maru á, kể cả những cái mà vệ khuynh nội thất hoặc là gầm á, thì bên học chỉ sử dụng dung dịch của ba em, tức nghĩa là cái dung dịch đó của Mỹ thôi cô chú anh chị ạ. Thì cái dung dịch ba em này á, cô chú anh chị có vệ sinh chiếc xe á, có thể là bên học sẽ bỏ công ra nhiều hơn. Ví dụ như nếu mà mình sử dụng axit hoặc là chất tẩy rửa mạnh á, thì mình vệ sinh cái khoang động cơ nó rất là nhanh. Dạ em cảm ơn anh Thông. Mình có thể là vệ sinh cái động cơ nó rất là nhanh. Tuy nhiên á, khi cô chú anh chị đi khoảng một thời gian sau á, ví dụ những cái bát màu đen nè, nó sẽ bong lên hết, nó bong cái nước sơn lên luôn. Cái đó là học rất là nhiều kinh nghiệm về cái đó, tại vì học là một người dân kỹ thuật mà. Nên là cô chú anh chị phải nắm rõ những điều đó. Bên thí dụ như bên ngoài học sẽ không dám nói hết, có những cái dịch vụ dọn xe bên ngoài cô chú anh chị nhìn rất là đẹp, rất là mới. Tại vì sao? Tại vì người ta sử dụng một cái chất dung dịch tẩy rửa rất là mạnh. Người ta tẩy rửa rất là lẹ, có khoảng nửa ngày hoặc là một ngày là xong hết chiếc xe cho cô chú anh chị luôn. Nhưng mà chiếc xe của mình á, tùy theo chỗ có tâm, hoặc là những cái chỗ ví dụ như xài mà lấy xà bông bột hoặc là xe dông bông, xà bông rửa chén á, mà chơi là thôi thua. Cô chú anh chị mua lấy mới lấy về nó mới tin, nhưng mà đi vài bữa nó coi như là chiếc xe mình coi như là xong. Nói chung là mọi cái chi tiết nó sẽ xuống cấp rất là trầm trọng luôn á cô chú anh chị. Đó. Đây, vô lăng là bọc full da và có ốp gỗ nha quý vị. Đó. Ở trong đây thì hơi thiếu sáng một chút. Đó. Tấp bi nè. Đó. Cửa này. Đây quý vị. Xe 215 thì học sẽ quay keo chỉ luôn cô chú anh chị xem á. Đó. Rất là đẹp luôn á quý vị. Rất đẹp. Gới da zin này. Đó. Gới da zin nè quý vị. Sàn này, chân ghế này, Fortuner ha quý vị, 2015 7V, keo chỉ này, đây để học sẵn tiện, để học quay hai cái vỏ bên đây, để học tranh thủ trả xe mấy anh dịch vụ đóng cửa lại, đây cái gài vỏ đây quý vị. Vỏ này được thay vào từng thứ mấy mà năm 2019, học nhớ là 2019 nha. Thông tin khách đưa là 2019, rõ ra gai rất là cao đây quý vị nhìn nè. Đó, rất là tuyệt vời ha, phần bao đờ sóc ở bên trong này. Đó. Xe thì khỏi phải bàn cô chú anh chị ơi. Đây mình nhìn cái con heo này. Đó, nhìn cái con heo nó còn cái màu nước sơn xanh ha. Đó, chỉ có xe Toyota. Thấy quý vị. À, hộp số này. Đó, hy vọng là cái xe nó lên cái điện thoại nó sẽ lấy nét tốt. Đó. Phần gầm này quý vị. Phần vỏ xe này. Phía sau cũng vậy luôn. Đó. Cũng là vỏ xe này là vỏ xe mới nè. Thay vào ấy, vỏ xe này là vỏ tầng 42 năm 2015 luôn, vỏ zin theo xe luôn nè quý vị. Đó này zin theo xe mà nó còn cao nè, dai nè. Một ba mắt chỉ nè. Đó. Rồi để học quay cái phần gầm cho quý vị xem. Hy vọng là nó sẽ sáng. Đây. Đây. Quá đẹp quý vị. Mình đi nhanh qua phần đèn lái ha. Anh Phong đang chuẩn bị làm xe này luôn anh Phong. Chuẩn bị làm ạ. Dạ. Đây quý vị. Học sẽ quay thật nhanh. Tại vì hồi nãy học đang quay xong cái clip tổng á, học tranh thủ thấy xe là quay liền. Đó. Thời gian là vàng bạc. Tranh thủ quay rồi gửi đến cô chú anh chị. Cấp chưa tháo ha. Keo chỉ cấp chưa tháo thì mình lướt qua phần keo chỉ luôn. Đây. Còn cấp tháo rồi thì mình chú trọng vào phần keo chỉ lại, mình coi kỹ lại coi nó có bị gì mà nó tháo ha. Có thể là sơn thôi. Đó, keo chỉ thì còn nguyên, chưa mắc một tem nào ha. Đó. Tem máng sói đây quý vị.
đèn máng sói nè, nó còn y nguyên à, đèn cũng đèn zin ha, đèn zin theo xe ha. Xe thì rồi tiếp tục vỏ xe 2019, vỏ này với vỏ trước phải là 2019. Rồi phần đây nè, quý vị nhìn thấy cái phần ống bô không? Phần ống bô ở bên trong nè, đó vậy tuyệt vời ha. Đây, cái phần bệ bước chân này, đây quý vị, phần cái bô này đó, quý vị thấy không? Kêu chị cửa. Nói chung là rất đẹp. Đối với xe Fortuner Toyota 2015, đặc biệt là những ví dụ như Innova V, Innova G, Fortuner 2.7V đều là những chiếc xe gia đình. Nên là chiếc xe nó rất là kỹ á mấy bạn. Chiếc xe này chạy dịch vụ không nổi đâu, tại vì lít xăng trung bình nó là khoảng, nếu mà chúng ta đi thành phố là khoảng 12 lít á, 12-11 lít. Đó, nếu mà chúng ta đi gia đình thì không đáng kể đâu quý vị. Đó, chỉ nếu mà mình dùng xe này thì kinh doanh thì nó không có lợi đâu. Cái đó là học chia sẻ về về thực tế. Không có ai lấy xe Fortuner mà 2.7V đi kinh doanh hết. Không ai đi chở dịch vụ hết. Đây quý vị. Ghế da nó nè. Đó. Đây nè quý vị, dấu son nè. Quý vị ví dụ như con ốc này người ta sơn lại cũng khác nữa nè quý vị. Con ốc này là nó màu gam chứ không phải là nó màu đen. Cái này là màu đen nè. Còn thí dụ như cái chân ghế học có thường quay, giờ này tối quá học quay gửi cho quý vị á, ví dụ như taxi á, cái con ốc nó cũng là 7 màu, cái miếng ton nó 7 màu là con ốc nó màu trắng, nó sẽ khác hết à, nó không có nào giống cái nào á. Nên là chiếc xe dựng là nhìn là biết liền. Đơn giản là quý vị nào mà xem 142.000 đó vậy. Chiếc xe nào mà cô chú anh chị á mà cứ thường xuyên coi clip của học á là cô chú anh chị biết ngay à. Chiếc xe đó có dựng hay không? Em coi thử này. Có cái camera gear hay không á? Có camera gear luôn nè. Đó. Camera gear, hệ thống lạnh tự động. Xe nội thất nè. Toppy thì khỏi thoải bàn nha quý. Fortuner với lại Honda với lại Kia đồ giờ thì chất liệu nó cũng rất là tốt chứ không riêng về Toyota đâu. Ví dụ như Kia đồ cũng vậy, Kia hoặc Hyundai đồ cũng vậy. So thì để so thì cũng khoảng 19, 10, 8 thôi. Chứ những hãng khác bây giờ cũng rất là chất lượng đó cô chú anh chị. Thành cô chú. Còn đây là Yaris này 2015 này. Màu đen, màu này màu trắng á. Để học hỏi carbon. Yaris 2015. Đó, màu trắng, màu đen, biển số thành phố Hồ Chí Minh 34749. Đây không biết nhiều nữa học báo. Rồi mấy anh đang đóng cửa đúng không vậy? Đang đóng cửa đó nè. Học cũng rất là may khi mà chuẩn bị hết tuổi rồi lại gặp được. Cũng hết tuổi rồi cũng quay lại được một chiếc để đăng lên cho có clip. Gửi cho cô chú anh chị này, cô chú anh chị nhìn này. Cái bơm trợ lực nó còn dấu son này ha. Đó. Đèn zin theo xe nè. Đèn zin theo xe, còi zin theo xe nè. Két nước zin theo xe nè. Nói chung thì đây quý vị cũng vậy ha. Không có gì phải bàn được quý vị ạ. Tăng thùng nè. Đó, tăng thùng cái keo nó còn bằng khe luôn nha. Cabo thì là chưa mở luôn đó quý vị. Cabo chưa mở và cái động cơ thì hiện tại nó đang nổ và trên cabo cũng có cái keo đây. Keo giống như cái keo bán sói đó quý vị. Cái keo này để cho nó ẩn lên đây nè. Nó không bị chống nước sơn, cái keo đó là keo zin của nhà máy sản xuất luôn. Nó sẽ làm giảm nó sẽ giới hạn hành trình của cái cabo đi xuống á. Đó, còn đây là One Pan ABS. Rất là đẹp. Động cơ đang nổ rất là tròn trịa các bạn. VVTA 2.4 2.7 lít. Đây các bạn, động cơ đang nổ nè. Nổ không có một tiếng động luôn á. Chúng ta chỉ nghe những cái tiếng bét nổ lập tập thôi ha các bạn.
Dạ vâng. Và một lần nữa Thái Học xin nhắc lại sản phẩm này. Cô chú anh chị ạ, đây là mẫu xe Fortuner 2015. Và sản phẩm này đi được 142.000. Bên Toyota Tân Cảng đang chào bán với mức giá là 590 triệu đồng. Xe đã hoàn tất Maruguri. Có thể là ngày mai bắt đầu là bên Học sẽ tiến hành sửa chữa bên những cái ghế da nè, những cái chỗ chày xước nè, thì cũng có thể rất là nhanh và sớm giao cho cô chú anh chị được thôi ha. Một lần nữa Học xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã cùng Học đánh giá qua cái sản phẩm Fortuner 2015 này. Đó. Bên Học sẽ bao rút hồ sơ gốc cho cô chú anh chị nào ở tỉnh ha. 22 thì chiếc xe 47.000 bên Học cũng đã cọc rồi. Và một lần nữa Học xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã cùng Học kiểm tra những sản phẩm mà Toyota Tân Cảng đang chào bán. Đây là chiếc Camry, chiếc Kia Morning 2019 nè, xe số tự động luôn á quý vị. Bên Học đang chào bán 305 triệu. Thì mong là cô chú anh chị nào đang có nhu cầu đổi xe, hoặc là muốn bán xe cũ đổi xe mới, hoặc là xe cũ 4 chỗ, xe cũ 7 chỗ, hãy nhớ liên hệ với Học với số điện thoại phía bên trên màn hình 0901224668 để Học tư vấn cho cô chú anh chị với cách chính xác và phù hợp nhất cho cô chú anh chị ha. Một lần nữa Học xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn cô chú anh chị ở các clip sau. Xin chào và xin hẹn gặp lại.